Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, thế nên là các bạn hiện tại nên cố gắng ở nhà và rửa tay bằng xà phòng, chứ không nên rửa tay bằng cái dung dịch lọ vệ sinh giống như của anh Đạt nữa. Anh Đạt nhận xét gì về cái lọ vệ sinh không? Anh hôm nay như không mang. Tôi không mang rồi, tôi ở nhà tôi rửa tay bằng xà phòng rồi. Xà phòng nó sẽ yên tâm hơn và nó sẽ diệt sạch vi khuẩn hơn đúng không? Không phải là 99.9% nữa mà là 100%. Đúng không? Vậy đúng không ạ? Đó sẽ là cái lời khuyên của bọn mình sẽ dành cho các bạn trong cái mùa dịch như thế này. Và vào thời điểm này thì tôi khuyên các bạn là các bạn hãy ở nhà và đừng ra đường trừ khi các bạn có việc cực kỳ khẩn cấp. Không cứ ở nhà, hãy đứng yên khi tổ quốc cần. Đúng vậy, đứng yên bây giờ đang là yêu nước ấy, cho nên là các bạn hãy yêu nước một cách đúng cách. Vâng, và chào mừng các bạn đã trở lại với số giải ngũ công nghệ lần thứ tư của Hà Nội Computer. Bên cạnh tôi đây vẫn là anh Trần Tất Đạt, là một người rất quen thuộc với các bạn vào mỗi dịp cuối tuần. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của chúng ta bằng những cái thông tin vắn về ngành công nghệ. Đầu tiên là những thông tin về tựa game Doom Eternal. Doom Eternal là phần nối tiếp của Doom 2016. Nhà sản xuất đã mất khoảng 4 năm để phát triển phần kế tiếp của trò chơi này. Doom Eternal đã tạo nên một làn sóng mới cho tựa game FPS khi vừa mới ra mắt đã đạt kỷ lục 100.000 người chơi cùng lúc tại cùng một thời điểm. Hiện tại Doom Eternal đang được bán trên Steam với mức giá là 1.350.000 đồng. Anh em nào có đam mê đi giết ma quỷ thì hãy mua về và chiến ngay thôi. Và để gọi là rõ ràng hơn về Doom Eternal thì trên trang news của Hà Nội Reuters chúng tôi đã có một bài viết nói về cấu hình để chơi được trò chơi này. Và nếu anh em đang có nhu cầu mua máy cũng như là tham khảo cấu hình cần thiết để chơi tựa game Doom Eternal thì hoàn toàn có thể là xuống dưới phần miêu tả bên dưới và kích vào link bài viết trên news của Hà Nội Reuters để biết thêm chi tiết. Chỉ còn một vài ngày nữa là đến cả tháng 4. Không biết có phải vì lý do này không mà Riot đã cho ra mắt bộ skin Urgot vệ binh tinh tú. Đã từ rất lâu rồi, ý tưởng skin vệ binh tinh tú cho Urgot đã là một trò đùa kéo dài hàng năm trời của các game thủ. Và cuối cùng thì Riot đã quyết định thiết kế bộ skin siêu dễ thương này cho một gã đồ tể của xứ Zaun. Và ngay khi được ra mắt về mặt hình ảnh thì đã có rất nhiều game thủ Liên minh huyền thoại quốc tế khẳng định rằng là họ sẽ mua bộ skin này ngay khi nó ra mắt. Và mọi người nghĩ sao về skin Urgot vệ binh tinh tú này thì khi nó ra mắt từ thị trường Việt Nam thì anh em có mua không? Nếu là mình thì chắc chắn mình sẽ bỏ tiền ra và mua luôn. Vẫn tiếp tục là một trò đùa khác mang tên Call of Duty. Đây là một trò chơi cực dị ăn theo tựa game nổi tiếng Call of Duty. Nhưng điểm khác biệt nhất của tựa game này đó chính là thay vì người đi bắn nhau thì nó sẽ có là những con dê đi vác súng bắn nhau. Và trò chơi này được xây dựng theo phong cách bắn súng góc nhìn thứ nhất với nhịp độ rất nhanh và dữ dội. Và đó là tất cả những gì bạn biết. Bắn, bắn và bắn là cách để giành chiến thắng cho trò chơi siêu đơn giản này. Hiện tại Call of Duty đang được miễn phí trên Steam và nếu ai quan tâm hãy download nó về luôn và thử nghiệm ngay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình là hỏi đáp như vấn đề hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài câu hỏi khá là dài. Anh Đạt đã sẵn sàng chưa? Được, thoải mái, dài nào tôi cũng chơi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Anh hãy nghe câu hỏi của bạn Kiên Nguyễn. Bạn hỏi một câu khá hay. Tên đó là bạn ý đang sử dụng một cái màn hình máy tính là Acer KG271 Full HD 27 inch 75Hz. Bạn chơi game Dota, Total War hay nói chung là tất cả các game thì không có vấn đề gì. Nhưng mỗi khi bạn đọc báo, đọc file PDF thì bạn cảm thấy rất là mỏi mắt, mặc dù bạn ấy đã cố gắng chỉnh độ sáng cũng như là độ tương phản rất là nhiều rồi nhưng không hiệu quả, thì mong là anh Đạt tư vấn cho bạn một cái màn thật là ổn để bạn có thể là vừa chơi game và vừa đọc được PDF bình thường trên màn đó. Thì cái câu hỏi của bạn ấy thì tôi thấy là nó giống với rất nhiều các anh em dùng văn phòng bây giờ, đó chính là anh em dùng lâu thì mỏi mắt, nhưng mà cái đấy nó là gần như đặc điểm cố hữu của màn hình máy tính rồi, không thể sửa được. Bây giờ hiện tại chỉ có một vài màn hình chuyên dụng cho văn phòng của Asus hay Dell có một cái tính năng đó chính là giảm ánh sáng xanh, tức là tăng độ vàng của màn hình lên. Nhưng mà nói thì nói nó giảm nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn được, nhưng mà dùng nói chung là dùng lâu vẫn sẽ bị mỏi mắt. Và cái để chống mỏi mắt thì một phần anh em có thể có quan tâm đến môi trường xung quanh như là giảm ánh sáng, hay là anh em ngồi một lúc thì có thể là chạy ra ngoài gọi là thư giãn mắt một tí. Còn nếu mà anh em muốn đọc những file PDF dài và nhiều ấy và bản như đọc truyện ấy thì tôi khuyên là anh em mua rồi con Kindle và Amazon, nó dùng màn hình điện tử e-ink nên là nó dùng lâu không bao giờ mỏi mắt cả. Và màn hình e-ink là một cái màn hình nó khá tiết kiệm điện đúng không anh Đạt? Đúng rồi. Là một lần sạc pin tôi thấy là có khi dùng cả tháng luôn. Đúng rồi, rất là trâu. Và rất là trâu, và có một cái cách nó tái tạo lại cái hình ảnh nó khá giống một trang giấy bình thường. Và khi các bạn đọc, các bạn giống như đọc báo hay đọc truyện một cách thực tế bằng những cái quyển sách hay là những cái tờ báo hàng ngày bạn mua ở ngoài. Đúng rồi. Đấy, nó rất là tiện lợi luôn. Và đấy là câu trả lời của anh Đạt dành cho vấn đề về màn hình đọc sách cho bạn Kiên Nguyễn. Và chúng ta tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn cũng có người tên khá hay, bạn Quý Anh Nguyễn. Bạn có một câu hỏi khá dài. Tôi sẽ đọc luôn cho anh Đạt được. Đấy là: chào hai anh. Bây giờ bạn đang có 25 triệu muốn mua một cái PC có thể chạy được phần mềm của Adobe bao gồm là After Effects này, Photoshop và Premiere. Vậy thì cái tầm giá đó thì bạn đang nhắm đến chiếc i7-9700 và một con card đó là GTX 1660 Ti. Thì hai bạn thấy như thế nào? Tức là bạn muốn hỏi anh và tôi là cái combo đó thì nó sẽ như thế nào,
Và bạn muốn hỏi thêm nữa là nếu mà bạn muốn mua thêm một chiếc MenB365 Volta thì nó có chạy tốt được với cả i7 i7 hay không? Mà bạn thấy là có một chiếc là Z390UD thì so sánh hai con này với nhau sẽ dùng với 9700 như thế nào? Thứ nhất về cấu hình ý, thì bạn có thể xem trực tiếp trong phần mô tả video. Chúng tôi đã để một cái link là link cấu hình review tham khảo cho các bạn. Và thứ hai, đó chính là chiếc mainboard B365 Volta hoàn toàn có thể chạy ổn định với cả chiếc Core i7-9700 mà các bạn không bao giờ phải lên Z390 cả. Tại vì Z390 thứ nhất với cái mức giá rẻ này thì nó cũng chỉ là dòng phổ thông của Z390 nên là nó sẽ tính năng ăn chơi với các giảm khá nhiều, có khi nó còn thua kém bên 3B365 cùng giá cơ. Và thứ hai là chiếc Core i7-9700 của các bạn là không hỗ trợ ép xung, nên là các bạn mà sắm cái bên Z390 nó cũng chẳng làm gì cả, làm cạnh thôi. Nó cũng khá là thừa đúng không ạ? Đúng rồi, rất là thừa. Bản chất bên Z390 nó sẽ luôn luôn có giá cao hơn là bên B365. Vì vậy là cái khoảng tiền chênh lệch nó lên đến khoảng, nếu mà rẻ giữ con bên Z390 rẻ nhất và con B365 bình thường chúng ta vẫn hay mua thì có thể hơn 1 triệu cơ. Đúng rồi. Số tiền hơn 1 triệu chúng ta có thể là làm mua tản nhiệt. Mua tản nhiệt này, mua thêm RAM này, có thể là mua thêm những cái gì đó vui vẻ hơn. Nó sẽ có ích hơn rất là nhiều khi mà dùng với cả i7-9700. Và đấy là lời khuyên của mình dành cho tất cả các bạn nào mà đang muốn mua chiếc i7-9700. Các bạn chỉ cần mua cho mình chiếc MenB365 loại tốt thôi là đã có thể ok được rồi. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo của bạn. Đấy là bạn Hiếu Ly. Bạn có câu hỏi nhưng mà câu hỏi này của bạn nó bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên đấy là bạn đang muốn chơi game màn hình Full HD. Trên 2 setting thì bạn đang có được muốn phân vân giữa RTX 2060 và RX 5700XT. Thì bạn bảo là bạn đang ở Đài Loan và cái giá của hai cái cảm hình này là ngang nhau. Vậy thì bạn sẽ chọn cái nào? Và phần thứ hai của câu hỏi của bạn là bạn đang dùng 9700, i7-9700 và tản nhiệt là Hyper 212. Và khi bạn chơi Call of Duty Warzone thì bạn thấy là CPU của bạn lốt lên 60% và nhiệt độ của nó giữ được khoảng 60 độ. Vậy làm như thế là có hơi quá nóng không? Và nếu mà nhiệt độ như vậy thì có gọi là sẽ bị tạo mà nhanh không? Tôi xin trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi coi như số 3A đi. Đúng vậy. Thì các bạn gọi ngay cho tôi 5700XT. Nếu mà giá 5700XT bằng cái giá 2060 Super kia. Tại giờ rất là khó hiểu tại sao mà RTX 2060 lại có giá ngang với cả 5700XT nhỉ? Thì chẳng Đài Loan này, không hiểu là sao. Đấy là vấn đề chỉ ở Đài Loan. Tôi ở Việt Nam tôi không quan tâm. Nhưng mà giá bằng nhau thì anh em mua tôi là 5700XT. Và tại vì sức mạnh 5700XT nó bằng 2070 Super, mạnh hơn 2060 Super rất là nhiều. Đúng vậy. Thứ hai đó chính là việc các bạn dùng CPU Core i7-9700 và chiếc tản Cooler Master 212 nhiệt độ 60 độ là hoàn toàn bình thường, các bạn dùng thoải mái không lo gì cả. Và chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Hy Nguyễn. Thì bạn hỏi một câu nói chung cũng khá ngắn và khá đơn giản thôi, đấy là bây giờ bạn đang muốn livestream tất cả tựa game hiện tại cấu hình là 2 và bạn muốn sử dụng 2 màn hình thì vui một cái PC cấu hình như thế nào? Tất cả game hiện tại, tất cả game hiện tại mà chỉ có một máy thôi, không phải 2 máy. Cần game offline. Thì tối thiểu cho tôi là giá nó hơi căng ấy, 9900K, 32GB RAM, card 2080 Super và ổ cứng 512GB. Cấu hình chi tiết các bạn có thể tham khảo trong phần dưới mô tả video. Còn 9700K không chạy ở đâu. Bạn cho tối thiểu nên là cấu hình rất là cao. Nên là với cái phương án đấy thì theo tôi bạn nên chuyển sang phương án mà dùng hai máy để livestream, và dùng hai máy như nào các bạn để xem trong cái số lần trước tôi đã có. À đúng vậy. Số lần trước chúng ta đã có một giải pháp xem này. Dành cho một bạn là muốn có một cái ngân sách 100 triệu và bạn đúng muốn livestream tất cả game đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm đó thì chúng ta đã tư vấn cho bạn là hai máy. Đúng hai rồi. Máy đó đấy là một cái gì đó khá chuẩn đấy chứ. Đúng rồi. Và chúng ta có thể áp dụng cho rất nhiều bạn nếu bạn muốn livestream rất nhiều game ở trong cái thời điểm hiện tại. Đúng rồi. Nên là chúng ta đang mùa dịch này chắc chắn nhiều bạn là muốn khởi nghiệp để livestream đúng không ạ? Đúng. Vâng, và đó là phần trả lời câu hỏi của trong số giải thưởng công nghệ của tuần này, và hy vọng là các bạn sẽ ở nhà an toàn và tránh được dịch ở trong cái thời điểm hiện tại. Tôi về nhà đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số giải thưởng công nghệ tuần sau. Tôi về nhà, chào các bạn.